Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay tôi rất là vui lại được trở lại với chương trình Chất Lượng Cuộc Sống của nhà hàng Mạn Đà La. Và cũng là một cái nhân duyên rất là kỳ lạ khi thầy vừa mới nói với tôi là đây là kỳ thứ 36. Thì tôi mới nhầm ở con số là 4936. Thế tôi có nhớ tựa đề của một bài hát gì đó là nào là 9 con số một linh hồn rồi 999 đoá hồng, vân vân và vân vân. Thế thì trước buổi nói chuyện thì thay cho lời xin lỗi vì hơi chậm trễ một chút, bởi vì tôi cũng rất là nhiều việc. Đấy, chính vì sau hiệu ứng của chương trình Thế Giới Ta Không Nhìn Thấy lần 1 mà tôi đã đón nhận được những tấm lòng, những tình cảm rất là xúc động của quý Phật tử ở khắp nơi, có lẽ là những độc giả của chương trình Chất Lượng Cuộc Sống gửi đến. Và mới hôm rồi tôi viết gần như suýt gãy tay, mà tôi viết bằng tay luôn những lá thư cảm ơn những em sinh viên, những người tàn tật và những người hảo tâm. Họ gửi vào trong những cái phong bì rất là kín để gửi cho quỹ Tâm Vàng. Có người gửi 50.000, có người gửi 100.000, và có một em sinh viên ở Bình Dương gửi 200.000. Và tôi thấy rằng những cái tấm lòng ấy đáng quý quá đi, và đúng đấy mới là Tâm Vàng. Và tôi nghĩ rằng tôi có thể gõ trên máy tính, tôi có thể cho nhân viên đánh một cái thư theo ý của tôi để cảm ơn. Nhưng như vậy thì không thể hiện được cái tình cảm của tôi đối với họ, và cũng không đáp lại được cái tình cảm của họ dành cho quỹ Tâm Vàng, cũng như cái tấm lòng vàng của họ. Tôi đã ngồi viết tay và tôi đã sản xuất mấy trăm bức thư để gửi cảm ơn tất cả các quý vị đã mang đến. Và rất tiếc có một số những quý vị mang tấm lòng đến với quỹ Tâm Vàng nhưng gửi qua tài khoản của quỹ tại ngân hàng Vietcombank nhưng không cho tôi biết tên, nên cũng không có cách nào để cảm ơn họ được. Và cũng tranh thủ diễn đàn của nhà hàng chay Mạn Đà La, tôi xin gửi lời cảm ơn đến tất cả những tấm lòng vàng đã làm những công việc từ thiện âm thầm mà giấu tên, và những cái tình cảm của các quý vị tôi đã biến thành những món quà rất là ý nghĩa cho những nạn nhân bị bệnh ung thư và những cháu bé hiện đang nằm ở bệnh viện ung thư Tam Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội. Và từ đây tôi sẽ tiếp tục nhân những tấm lòng thơm thảo ấy, tuy là của ít lòng nhiều, nhưng chỉ cần có một chút của các quý vị thôi cũng động viên khích lệ tinh thần của tôi rất là nhiều. Năm đó tôi đi cầu siêu dọc chiều dài của đất nước. Tôi có đồng tiền nào tôi đi làm hết. Và tôi đi, điểm khởi đầu của tôi là ngã ba Đồng Lộc. Và tôi cứ thấy tôi kéo tuốt tận vào trong Nam. Tôi đi đến khi tôi hết tiền và hết sức, thì tôi nằm ở trên cái xe thuê để đi làm cầu siêu ấy. Tôi nằm ở trên sàn xe giống như một cái xác không hồn ấy, để trở về Hà Nội. Thì mọi người nhìn tôi cũng giống như mọi người vừa mới móc từ dưới cống lên ấy. Và tôi có những người bạn rất là đáng quý đi cùng tôi, và trong đó trong đoàn có một anh là con của cố chủ tịch Trần Duy Hưng cũng đi cùng đoàn để làm lễ cầu siêu, và một số các thầy, các quý thầy, các nhà sư đi. Thì lúc khi tôi đi về thì tôi cũng nghĩ rằng tôi sẽ làm tất cả để khi nếu tôi có chết, bởi vì trước đó thì đầu năm tôi có đi cùng với một số người ra Côn Đảo. Chuẩn bị ra Côn Đảo thì tôi dừng lại ở tòa nhà 43, 45, 47 Nguyễn Thị Minh Khai đã gây xôn xao dư luận một thời, tức là bị sập tầng hầm đó. Khi bước chân vào đó thì cái người đi với tôi, người đấy là ra Côn Đảo cùng tôi và đoàn của Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội để đi cắm đất xây chùa ở Côn Đảo. Thì khi bước vào đó xong bước ra thì chú nói là cái ông chủ này mà xây được cái nhà này thì ông sẽ chết, mà nếu ông không xây được cái nhà này thì ông còn sống, nhưng mà theo chú thì chắc ông không xây nổi. Thế thì tôi bảo cháu cũng linh cảm như vậy, bởi vì cái nhà này nó nằm cùng với dải đất của Dinh Độc Lập, cho nên là không ổn tí nào cả. Nhưng mà anh ấy vẫn quyết tâm xây. Thì chú ấy quay lại, chú lại nhìn tôi, chú bảo còn cả cô nữa ấy, làm được việc gì thì làm đi, chứ cô chắc cũng không sống qua 37 tuổi đâu. Thế thì lúc đấy thực sự là bắt đầu tôi cũng hốt hoảng. Thế tôi ra sân bay, đi ra Côn Đảo, tôi rất là sợ và ngồi ở phòng chờ máy bay. Tôi đi tôi nhìn hết lượt những mặt người đi trong đoàn và những hành khách sẽ ra chuyến bay đấy, xem nhìn có mặt ai đã ấn đường bị tối không. Nếu có một người trong đoàn mà ấn đường bị tối chắc chắn là tôi sẽ không bay nữa. Nhưng tôi nhìn thấy mọi người mặt mũi rất là rạng rỡ, không có hề có một biểu hiện nào của cái việc là họ sẽ phải chết. Thế thì tôi yên tâm, tôi lên máy bay. Bởi vì tôi đã, trong lòng tôi cũng hứa nguyện một cái điều là tôi sẽ
ra Côn Đảo để xây chùa cho các tử tù Côn Đảo. Thế khi ra đến sân bay, máy bay vừa mới hạ cánh xuống sân một cái thì tôi vỗ tay, một mình tôi vỗ tay, tôi đứng lên tôi bảo sống rồi. Và cả máy bay họ nhìn tôi như một cái người từ ngoài hành tinh xuống ấy. Không hiểu tại sao một cô bé trông mặt mũi thì đâu có đến nỗi bị làm sao đâu mà tự nhiên vỗ tay mà thậm chí còn nhảy lên như một cái người không bình thường ấy, lại bảo sống rồi, sống rồi. Thế thì tôi thấy tôi vô duyên quá, tự nhiên tôi ngồi xuống tôi im lặng, nó xấu hổ quá. Thế tôi lặng lặng tôi đi. Thế cuộc đi thì vẫn bình thường, như không có chuyện gì xảy ra, không nói cho ai biết về cái lời tiên đoán đó. Thế khi ăn cơm tôi ngồi tôi xoay xoay tay, rất là vui, ngồi bóp bóp tay như này, tự nhiên nhìn hốt hoảng. Trời ơi, cái nhẫn của tôi, cái viên kim cương nó bay đi lúc nào không biết nữa. Tôi không buồn vì mất tiền, tôi là cái người rất buồn cười. Tức là nếu có mất tiền thì tôi cho là đấy là vận hạn. Thế thì tôi chỉ buồn là vì cái nhẫn đó khó khăn lắm, nó cũng nhỏ thôi, nhưng mà đấy là cái nhẫn mua để biểu tượng của tình yêu vĩnh cửu đấy, để kỷ niệm ngày cưới đấy. Thế thì tôi đi tìm khắp mọi chỗ nhưng mà không còn cơ hội. Thế tôi buồn đến chiều đi ra nghĩa trang Hàng Dương, thì gần tối rồi. Việc đầu tiên khi tôi ra, tôi đứng trước mộ chị Sáu, tôi khóc và tôi nói với chị rằng: chị ơi, em rất là buồn vì có người hôm nay, trước khi ra đây với chị thì người ta bảo em rằng sẽ chết, như vậy là thời gian sống của em không còn nhiều nữa, chị khuyên em nên làm gì? Thì chị nói với tôi là em không thể chết được. Các liệt sĩ, những đồng đội của chị và những người thác vô gia cư vẫn còn cần đến em nhiều lắm. Nếu như trời Phật có bắt em đi thì chị cho em 19 tuổi xuân của chị, em cứ cộng lại. Sau khi sống hết 19 năm tiếp theo thì chị em mình tính tiếp. Thế thì tôi cứ loanh quanh, và bên cạnh tôi lúc đó tôi để cho mọi người đi hết rồi, tôi không muốn nói cái điều ấy ra với mọi người. Thì còn mỗi một chị nữa là chị Hoài Tố Hạnh, thì chị từng là nhà báo, nhà văn. Thì chị bên cạnh tôi thì tôi mới nói với chị là: thôi chị Sáu ạ, em nghĩ là hôm nay em bị mất cái nhẫn hột xoàn của đi thay người, mất cái nhẫn này chắc là em không chết đâu chị nhỉ. Thế xong rồi chị cười, chị bảo là em vào em xem trong giỏ sách xem. Tức là chị Võ Thị Sáu nói với tôi như vậy. Thì lúc đó bắt đầu bóng tối ập xuống, các đồng chí cán bộ lãnh đạo của Hà Nội sợ quá chui hết lên ô tô rồi. Xong rồi anh Tránh Văn Phòng bên Hội đồng Nhân dân còn thò cổ ra nói với ông xã tôi là: em ra em gọi ngay vợ em về, lại cứ thích tha thẩn với ma ở ngoài đấy, về. Thế tôi mới chạy ra, giỏ sách thì mọi người cầm ra xe rồi. Thế tôi mới mở cái giỏ sách ra, thì tôi nhìn thấy, tức là lóe lên một ánh sáng ở dưới đáy của cái túi. Và khi tôi nhặt lên thì đấy là cái hạt xoàn của tôi, nó rơi vào trong cái túi chứ nó không mất. Thế tôi về, tôi chăn trở nhiều lắm. Thế xong đến lúc 12 giờ đêm rồi tôi không ngủ được, vì sáng mai là tôi phải đi ra máy bay, tôi về sớm. Thế là gần 12 giờ đêm tôi đập đập mấy đồng chí dậy dậy cùng với em đi ra ngoài mộ chị Sáu để cảm ơn. Bây giờ ra cảm ơn chị và lại hỏi chị xem tìm thấy nhẫn rồi, vậy thì mình có chết không? Bây giờ phải hỏi một câu thật chắc chắn. Thế thì 12 giờ đêm tôi ra, và cuộc nói chuyện lúc đấy thì tôi cao hứng rồi, tôi không thì thầm một mình nữa, tôi nói cho tất cả mọi người xung quanh đều nghe. Và từ đấy mọi người bảo là cứ 12 giờ đêm ra Côn Đảo là chị Sáu sẽ lên nói chuyện. Và bây giờ 12 giờ đêm ra Côn Đảo thì vui lắm. Vâng, ở cái diễn đàn Chất Lượng Cuộc Sống tôi rất là thích, bởi vì tôi nhận được nhiều những cái sự phản hồi từ các quý vị, các Phật tử và các quý khách cũng như các thực khách chay của nhà hàng Mạn Đà La. Thì tôi cảm thấy rất là ấm lòng và tự nhiên tôi cảm thấy mình hưng phấn hơn rất nhiều. Đúng là chất lượng cuộc sống được nâng cao, và cái hiệu ứng của chương trình này đúng như cái tên của chương trình, đó là chất lượng cuộc sống. Và với cái vai trò, với cái cương vị của tôi cũng như những việc tôi đã làm, thì có lẽ cái chuyên đề Thế giới không như mình thấy là nó rất là phù hợp với tôi. Bởi vì cái mà tôi làm, cái mà tôi thấy thì rất ít người thấy. Và thường rằng mọi người rất là mong muốn biết cái mà người ta chưa biết. Chứ còn cái người ta đã biết rồi, khổ lắm nói mãi thì nó chán lắm. Và rất nhiều thứ khác, người ta đọc rồi người ta tra cứu trên sách vở thì nhiều lắm. Bây giờ cứ hỏi bác Google là cái gì cũng ra hết, đúng không? Nhưng có những cái chỉ phải hỏi bác Bích Hằng chứ bác Google thì cũng không trả lời được. Và có trả lời thì cũng mang tính phỏng đoán cao lắm.
Nên là tôi chia sẻ với các quý vị là tôi đem tất cả những cái gì nó là thực tế.